Xin trân trọng kính chào tôi tớ của Chúa, mục sư Quảng Nghiệm, ban trị sự chấp sự cùng hết thảy quý cô quý ông bà chị em đang có mặt ở trong phòng nhóm. Chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ biết ơn Ngài vì cớ Chúa yêu chúng ta. Tôi cũng cảm ơn tôi tớ của Chúa và quý ông bà chị em cho tôi có thời giờ này để cùng học lời của Chúa với nhau. Bây giờ xin chúng ta cùng lật kinh thánh ở trong Giăng đoạn 4 câu 1 đến câu 42. Về nhà chúng ta có thời giờ thì xin chúng ta đọc hết cả đoạn này để chúng ta nắm được hết cái ý nghĩa của phần kinh thánh này. Tôi xin đọc lại cái câu gốc. Một lần nữa xin chúng ta cùng đứng lên và tôi xin đọc câu gốc. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: "Hãy đến xem, một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?" Tôi xin cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Ngài vì cớ Chúa đã cứu chúng con bởi tình yêu đời đời của Ngài. Ngài đã mua chuộc chúng con bằng huyết một giá rất cao để chúng con trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Là Chúa, xin giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu, với địa vị mà Ngài đã dành cho chúng con ở trần gian này, để đẹp lòng Chúa, vinh hiển danh Ngài. Bây giờ chúng con suy gẫm lời của Chúa, xin Chúa Thánh Linh soi sáng chúng con, để chúng con hiểu được ý muốn của Ngài trên cuộc đời chúng con, và xin ban năng lực từ trời để chúng con đủ sức áp dụng lời của Chúa vào đời sống mình. Cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính mời hội thánh an tọa. Thưa hội thánh, chứng nhân là gì? Thế nào là nếp sống chứng nhân? Điều cần thiết nào cho nếp sống chứng nhân? Đây là những câu hỏi mà chúng ta cùng thảo luận ở trong thời giờ này, cùng suy gẫm ở trong thời giờ này. Chứng nhân là người làm chứng lại cái điều mắt thấy tai nghe. Chứ chứng nhân không có nói rằng tôi nghe rằng, tôi nghe đồn rằng. Nhưng mà chứng nhân là người chứng kiến tận mắt và nói lại cái điều mình kinh nghiệm. Như các sứ đồ đã nói với nhà cầm quyền Do Thái rằng: "Chúng tôi không thể nào yên lặng, chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe." Tức là những điều chúng tôi chứng kiến tận mắt, chúng tôi không thể nào yên lặng được. Thưa hội thánh, nếp sống chứng nhân là nếp sống về bày tỏ danh Chúa qua đời sống mình, và qua đó người ta có thể biết đến đời sống mình. Và có hai điều mà chúng ta cần suy nghĩ về nếp sống chứng nhân, đó là có những diễn tiến về sự nhận biết nếp sống chứng nhân ở trong phần đoạn kinh thánh này. Và thứ hai là có cái nếp sống đích thực của một chứng nhân. Thứ nhất, chúng ta nói đến cái diễn tiến của sự nhận biết về một chứng nhân. Ở đây chúng ta thấy cái sự diễn biến, đó là đầu tiên người đàn bà Samari. Có lẽ chúng ta đã nghe câu chuyện kinh thánh này quen thuộc quá rồi. Chúa Giêsu đến ngồi tại giếng Sychar ở Samari, và người đàn bà đến Chúa Giêsu xin nước, người kia nói qua nói về, và bắt đầu từ đó Chúa Giêsu nói về Chúa cho người đàn bà Samari này. Cái điều đầu tiên, người này nhận biết Chúa Giêsu là một người khách qua đường ở trong câu 6 mà chúng ta thấy trên phong màn. Tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bây giờ đổ chừng giờ thứ 6, người đàn bà Samari này đầu tiên nhìn biết Chúa Giêsu là một người khách qua đường và Chúa ngồi ở bên cạnh cái giếng. Nếu người đàn bà này chỉ biết Chúa Giêsu là một người khách qua đường thì không có gì đáng nói. Nó có những cái diễn tiến mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời ở đây. Thứ hai, người này nhận biết Chúa Giêsu là người Giuđa hay là người Do Thái trong câu 9. Người đàn bà Samari thưa rằng: "Ủa kìa, ông là người Giuđa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giuđa chẳng hề giao thiệp với dân Samari." Cái việc Chúa Giêsu là một rabbi mà nói chuyện với một người nữ là không được rồi. Đây là lúc mà người này nhận biết Chúa Giêsu là người Giuđa hay là người Do Thái. Một rabbi thì không nói chuyện với người nữ, mặc dầu người đó là vợ hay là em hay là chị của mình ở ngoài đường. Mà hơn nữa, đối với người Samari thời bấy giờ, họ là người mà trong thời Cựu Ước bị dân Assyri đem quân đến đánh chiếm, và họ đồng hóa người Do Thái lúc bấy giờ. Mà người Do Thái khi đã lập gia đình với người ngoại rồi đó, với người ngoại bang, thì họ kể cái người đó như là đã chết. Nó ô uế. Và bây giờ cho nên họ không có bao giờ chấp nhận. Mà người Samari
vừa là người Samari, vừa là một người đàn bà mà Chúa Giêsu lại nói chuyện, thì người đàn bà này ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm. Chúa Giêsu vẫn không có một cái bị giới hạn giống như những người Do Thái bây giờ. Người đàn bà Samari nhận biết Chúa Giêsu là một người khách đã qua đường, sau đó là một người Giu-đa, người Do Thái. Rồi nếu chỉ có chừng đó thôi thì không có đáng có gì để đáng nói. Cái điểm thứ ba ở đây, người này nhận biết Chúa Giêsu là một đấng tiên tri. Ở trong câu 19, người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Khi Chúa Giêsu nói rõ về quá khứ của người đàn bà này, Chúa nói chuyện với bà có vẻ thích thú để nghe Chúa Giêsu nói, và Chúa Giêsu đánh động vào cái lương tâm của người đàn bà này, cho nên Chúa Giêsu nói: Hãy đi gọi chồng ngươi. Bà này thì không có chồng, bà nói: Tôi không có chồng. Và Chúa Giêsu nói: Ngươi không có chồng là phải lắm, bởi vì ngươi có năm đời chồng, mà cái người hiện đang ở với ngươi đó cũng không phải là chồng ngươi nữa. Người đàn bà này ngạc nhiên nói: Ủa, tôi nhìn thấy ông là một đấng tiên tri. Bởi vì chỉ có đấng tiên tri được Đức Chúa Trời mách bảo thì mới có thể biết được về quá khứ của một người rất là xa lạ. Ở đây thì người đàn bà này nhận biết cái điều đó, và người này mới nói là: Dân tộc chúng tôi thờ phượng Chúa ở trên cái núi này, núi Galisim. Và Chúa Giêsu giải thích về việc thờ phượng Chúa. Rồi sau đó Chúa Giêsu nói tiếp về những điều mà có ở trong lòng của bà. Và chúng ta thấy ở trong phần thứ tư là người nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ trong câu 29: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Người này nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ. Trong Tân Ước thì là Đấng Christ, hay là trong Cựu Ước thì là Đấng Messiah, có nghĩa là đấng chịu sức dầu. Mà đấng chịu sức dầu của Chúa đó thì trong thời Cựu Ước lẫn về sau này, nó có ý nghĩa đó là một vị vua, hay một thầy tế lễ, hay là một tiên tri. Một vua thì được sức dầu, và Chúa Giêsu thật sự là vua, như Giăng đoạn 18 câu 36-37. Chúa Giêsu là thầy tế lễ như là Hebrew đoạn 4, và Chúa Giêsu là đấng tiên tri như Giăng đoạn 6 câu 14. Dân chúng tôn Chúa Giêsu là đấng tiên tri. Và tiên tri thì nó có hai nghĩa: một là nói trước về những việc tương lai, và thứ hai là rao giảng Đức Chúa Trời. Người đàn bà này nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ. Đây là lúc mà người này đã tin nhận Chúa Giêsu. Khi biết Chúa Giêsu nói những điều ở trong lòng của bà, thì bà nhận biết đây là Đấng Christ, Đấng đã đến, Đấng rất cần cho bà. Cho nên Chúa Giêsu thật sự được nhận biết rõ Ngài là Đấng Christ. Và khi bà nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ và tin Chúa Giêsu, thì Thánh Linh của Chúa ngự ở trong lòng bà. Cho nên ngày hôm nay quý ông bà anh chị và tôi, chúng ta cầu nguyện với Chúa, đừng có xin Chúa Thánh Linh ngự trong lòng con, bởi vì cái điều đó nó thừa. Bởi vì Chúa Thánh Linh ngự ở trong lòng tất cả những con dân của Chúa, mà chúng ta có cần cầu nguyện là xin Chúa Thánh Linh đổ đầy ở trong con. Đây là điều cần. Bởi vì Chúa Thánh Linh đầy dẫy trên chúng ta thì chúng ta mới có thể bày tỏ tình yêu quyền năng của Chúa ra bên ngoài cho những người xung quanh, hoặc là chúng ta sống một nếp sống quyền năng. Bây giờ chúng ta nói đi nếp sống chứng nhân. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần nói đây là nếp sống chứng nhân là sống có thể. Chúng ta là một nhân viên, một công nhân viên, một giáo viên, một người buôn bán, một người nông dân, hay là tất cả việc chúng ta làm ở trên đời này, chúng ta có thể làm một ngành nghề, nhưng qua cái cuộc sống của chúng ta bày tỏ danh Chúa cho những người xung quanh để họ biết Chúa. Đó là cái nếp sống chứng nhân. Bây giờ, cái nếp sống chứng nhân cần cái gì? Cần như thế nào? Cần phải thể hiện như thế nào? Bây giờ điều đầu tiên mà chúng ta nói, tức là thứ nhất, cần có đời sống được biến đổi. Như trong câu 28, người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào trong thành, nói với người tại đó rằng. Chúng ta biết rằng, quý ông bà anh chị biết không, người đàn bà này có năm đời chồng, tức là bà này là lãng quảng lắm, ai cũng có thể chồng của mình được hết. Cho nên bà đi múc nước ngoài cái giếng trưa nắng chang chang như vậy đó, vào buổi trưa để không có người nào sầm xì, không có nói to nói nhỏ gì. Bà đi trong cái lúc mà rất là nắng và vắng vẻ. Nhưng bây giờ khi người này nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ rồi đó, thì người này bỏ cái vò của mình đi vào trong thành. Bà bỏ cái vò đi vào trong thành. Bà đã được biến đổi. Bà nôn nóng muốn biết, muốn chia sẻ cái niềm tin của mình cho những người xung quanh. Ông mục sư Hudson Taylor là nhà truyền giáo. Ông là hội trưởng hội truyền giáo Trung Hoa nội địa. Ông đã nói như vậy:
Có một số người thèm muốn làm người thừa kế các sứ đồ, nhưng tôi lại thích làm người thừa kế người đàn bà Samari kia hơn. Bởi vì người này khi mà dứt khoát ra đi thì bỏ cái vò của mình lại với tấm lòng sốt sắng muốn đem sự cứu rỗi cho những người chung quanh mình, tìm kiếm những linh hồn chung quanh mình. Người đàn bà này là như vậy đó. Cho nên ông mục sư Hudson Taylor là hội trưởng Hội Truyền giáo Trung Hoa Nội Địa, ông muốn bày tỏ người ta muốn làm kế tự các sứ đồ, còn tôi muốn làm kế thừa cái sứ điệp, cái công tác của người đàn bà Samari. Khi mà nhận biết Chúa rồi, bỏ cái vò của mình để đi vào trong thành với tấm lòng sốt sắng rao báo tin lành. Đó là cái điều mà Chúa muốn quý ông bà, anh chị và chính mình tôi đời sống được biến đổi. Có một cuộc hội thảo về truyền giáo, người ta bàn với nhau về cách truyền giáo thế này, truyền giáo thế nào đó để có thể giới thiệu Chúa cho những người xung quanh mình. Và cái thì nói thế này, người nói thế kia. Có một hội thánh họ làm vậy, và đây là một cách mà rất là thành công. Tức là họ gửi một nhân sự truyền giáo đến một cái vùng đất trắng, gửi đi, cái người được gửi đi đó, được sai đi đó, thì có một đời sống được biến đổi. Đến đó sống, làm nghề, làm một công việc bình thường như dân ở đó, nhưng mà chưa có nói gì về Chúa hết, bày tỏ cái nếp sống thánh thiện, nếp sống yêu thương, nếp sống mà có ảnh hưởng tốt đối với những người xung quanh. Rồi những người xung quanh kia hỏi thử tại sao họ có nếp sống đó, và lần lần người này mới bắt đầu nói về Chúa cho những người xung quanh, và qua cái điều đó thì người ta nhận biết Chúa và được cứu, thành công, rất thành công. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều cần thiết cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Người ta nói là một việc làm hơn trăm lời nói. Có khi nói rất nhiều mà thấy đời sống của mình không ra làm sao hết, nó tác dụng ngược. Nhưng nếu chúng ta có một đời sống được đổi mới, một đời sống tràn đầy tình yêu, một đời sống có quyền năng của Chúa, thì qua cái đời sống đó, nó ảnh hưởng trên người khác rất lớn. Cảm ơn Chúa. Các sứ đồ là những người đã chối Chúa, là người chối Chúa như Phêrô và những sứ đồ khác bỏ chạy trốn. Nhưng mà trong ngày Chúa Giêsu thăm viếng, Thánh Linh của Chúa đổ xuống trên họ rồi, thì các sứ đồ đã bày tỏ nếp sống giản dị, và qua nếp sống đó nhiều người biết đến danh của Chúa. Cái điểm đầu tiên của một người sống trong nếp sống chứng nhân đó chính là đời sống được biến đổi. Đây là điều mà cần thiết cho quý ông bà, anh chị và chính mình tôi. Thứ hai, người này biết rõ Chúa cứu thế Giêsu. Câu 29: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Người này biết rõ, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Có nghĩa là người này biết rõ rằng đây là Đấng Christ, đây là Chúa Giêsu, là Đấng đến từ trời, là Đấng được sức dầu. Đây là điều cần thiết cho người đàn bà và cũng cần thiết cho chúng ta. Chúng ta khi biết rõ Chúa, chúng ta nói chuyện về Chúa và không sợ hãi gì. Khi tôi huấn luyện truyền giáo thì tôi nói một trong những lý do mà nhiều người không dám nói về Chúa cho người khác là vì người đó chưa biết rõ Chúa Giêsu là ai. Bởi vì khi người ta hỏi mình không biết đừng trả lời. Nói về Chúa cho họ rồi họ hỏi mình không biết trả lời. Cho nên cái điều cần là chúng ta cần biết Chúa Giêsu, biết rõ, biết về tình yêu, về quyền năng của Ngài, và cái điều đó động chạm đến đời sống của mình. Cho nên chúng ta giản dị nói về Chúa cho người khác, chứ không phải chỉ biết bằng lý trí, biết cái đầu không thôi, không ăn thua gì hết. Một người biết Chúa bằng cái đầu không có giá trị. Cái đầu và phải có cái lòng, và nó bày tỏ bằng đôi tay, bằng đôi chân. Ông mục sư A.B. Simpson, chúng ta biết rồi, ông đến Việt Nam năm 1911. Quý ông bà anh chị biết không, lúc bây giờ ông đang quản nhiệm một hội thánh tại Canada. Ông ở một hội thánh rất lớn, ông cầu nguyện và nặng lòng với công tác truyền giáo trên thế giới. Ông đặt tay lên quả địa cầu và xin Chúa chỉ cho con biết cái chỗ nào con sẽ đến để truyền giáo. Thì ông đặt tay, cái ngón tay của ông nó đụng vào cái vùng đất An Nam. Và Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ là An Nam. Ông nói An Nam đã bị bỏ quên. An Nam đã bị bỏ quên. Ông được cảm động rất nhiều và ông cầu nguyện là Chúa ơi, con biết Ngài yêu con và con biết Ngài yêu thương cả thế giới này, mà An Nam đã bị bỏ quên. Cho nên bây giờ xin Chúa sai con đến, xin Chúa dùng con để đem tin lành của Chúa đến cho đồng bào con tại An Nam. Ông nói, ông chia sẻ cái sứ mạng mà Chúa dành cho ông, cái khải tượng Chúa dành cho ông. Và nhiều người rất là cảm động. Nhưng bà vợ của ông nói, bộ ông, tâm trí ông sao vậy?
Ông đang quản nhiệm một hội thánh lớn tại đây. Còn An Nam là một cái nơi rất nghèo khổ, nơi xa xăm. Tại sao ông bỏ đây mà ông đi đến nó? Không có hợp lý chút nào hết. Bà không chịu đi. Và nếu ông đi mà bà không đi thì làm gì? Ông cầu nguyện với Chúa, ông khóc lóc, ông để nhiều thì giờ quỳ gối cầu nguyện. Xin Đức Chúa Trời cảm động lòng vợ con, cũng như Ngài đã cảm động lòng con, để con có thể đem tin lành đến cho An Nam. Quý ông bà anh chị biết, ông cầu nguyện nhiều ngày. Và cuối cùng Đức Chúa Trời cũng cảm động vợ của ông. Cho nên, vào năm 1911, ông đã đến Việt Nam và tin lành từ đó mới có. Nếu ông không đến thì quý ông bà anh chị và tôi bây giờ đang ở đâu? Thì Chúa có thể dùng người khác, nhưng mà chúng ta chưa có được cứu. Nó ảnh hưởng rất nhiều trên cả thế giới. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết Chúa, cần biết rõ bằng cả tấm lòng yêu Chúa, tấm lòng yêu thương những linh hồn tội nhân, chứ không phải biết Chúa bằng cái đầu không mà thôi. Biết Chúa, học Kinh Thánh, biết Kinh Thánh, nói vân vách, nhưng mà nó không thể hiện qua cái lòng của chúng ta, lòng yêu Chúa, lòng yêu thương linh hồn tội nhân, thì nó không có giá trị gì cả. Người này biết rõ Chúa, biết Chúa Giê-xu, đời sống được biến đổi và biết Chúa, cho nên người này bằng lòng ra đi. Thứ ba là người này giản dị làm chứng về Chúa. Câu 29 mà chúng ta đã đọc rồi đó, tôi đọc thêm câu 39. Câu này chép rằng, có nhiều người Samaria thành đó tin Ngài, vì có lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Người đàn bà này giản dị nói về Chúa. Như nãy chúng ta đã nói đó, người đàn bà này đi múc nước vào ban trưa, lúc bây giờ là thời tiết rất là nóng, nhưng mà rất vắng vẻ, để không có ai sầm xì gì cả. Nhưng mà bây giờ người này không sợ. Hồi trước kia thì sợ người ta sầm xì, không dám đối diện với bất cứ ai. Nhưng bây giờ người này sẵn sàng bỏ cái vò, đi vào trong làng và nói với nhiều người, để cho họ biết Chúa. Giản dị, không sợ gì hết. Đây là điều giản dị, điều cần thiết. Và chúng ta cũng thấy lại các sứ đồ ngày xưa, khi mà họ chịu bắt bớ, tòa công luận làm khó, ngâm đe, họ không được rao giảng tin lành. Nhưng mà sứ đồ Phi-rơ và Giăng từ tòa công luận trở về hớn hở và nói chuyện với hội thánh của Chúa đang nhóm ở trong một nhà riêng. Họ cầu nguyện với nhau, tha thiết dốc đổ với Chúa. Và lúc bây giờ Chúa Thánh Linh đổ xuống đầy dẫy trên họ và họ tiếp tục ra đi. Cho nên công vụ đoạn 4 câu 31 chép rằng, khi đã cầu nguyện thì nó nhóm lại rung động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giảng dĩ. Đầy dẫy Đức Thánh Linh thì giảng đạo Đức Chúa Trời cách giảng dĩ. Cho nên Thánh Linh đi liền với sự truyền giáo. Sự truyền giáo nó nối đuôi cái việc mà đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta luôn luôn nói về Chúa, sẵn sàng nói về Chúa. Còn nếu không đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ nói gì? Nói Nga, Ukraine, nói bà Phương Hằng bữa nay tới đâu rồi, nói World Cup, nói về cuộc bóng đá ngoại hạng Anh, nói về một số diễn viên, một số MC ở trên thế giới. Hết, chúng ta đầy cái gì nó nói cái nấy, bởi vì sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Cho nên một người có cái gì đó thì chúng ta biết hiện có cái gì liền, họ nói mình nghe là nghe cái gì, biết cái gì liền. Quý ông bà anh chị em và tôi đang đầy cái gì? Đang đầy dẫy cái gì? Hội thánh đầu tiên gặp bắt bớ, gặp khó khăn, nhưng mà họ đầy dẫy Thánh Linh, họ ra đi giảng dĩ và không sợ gì hết. Trong khi nói chuyện về nếp sống chứng nhân, tôi ao ước ở đây cũng như là hội thánh Trương Minh Giảng của chúng tôi cũng ao ước là mỗi tín hữu là một chứng nhân. Bởi vì cái việc này không có giao khoán cho một sứ quản nhiệm, ban chấp sự và ban truyền giáo, nhưng mà từng người khi đối diện với người chung quanh mình, chúng ta bày tỏ, chúng ta nói cho người ta biết về Chúa. Tôi được ban trị sự tổng hội phân nhiệm cho lo công việc Chúa, mục vụ tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì khi tôi đi công tác, tôi đi xe thồ đến nhà xe ở quận 1 để mua vé và lên xe, đi xe giường nằm đi ra ngoài kia, bởi vì đi xa mà đi xe ngồi là không có thể đi nổi, đi xe giường nằm và đi nhiều lần lắm. Thì tại gần nhà xe bên quận 1 có một gia đình tín đồ của Trương Minh Giảng. Có những lần tôi đi xe Honda đến đó gửi và đến nhà xe để mua vé và đi. Nhưng mà có lần kia gấp quá, tôi vội, tôi đi kêu xe thổ đi liền để cho nó kịp. Và trên đường đi thì tôi cũng cầu nguyện xin Chúa cứu anh xe thồ này. Tôi bắt đầu nói về Chúa. Anh ta nghe, có người được cảm động, muốn tìm hiểu, có người muốn tin Chúa.
Tôi dừng lại và cầu nguyện tin Chúa cho người đó luôn. Rồi có lần tôi đi xe thồ từ nhà xe trở về nhà thờ Trung Minh Giảng. Tôi làm chứng, tôi cầu nguyện và làm chứng cho họ. Thì họ bằng lòng tin Chúa và tôi mời vào nhà thờ Trung Minh Giảng cầu nguyện luôn cho họ tin Chúa. Và tôi được biết như vậy thì có cơ hội tiếp xúc với thân hữu. Bởi vì là một sư thường tiếp xúc với tín đồ hay là nhiều anh em mà ít có dịp tiếp xúc với những người ngoại. Cho nên đây là cơ hội rất tốt. Và sau này là tôi không có đi xe Honda để mà đến cái chỗ đó, tới nhà xe để mua vé. Nhưng mà tôi đi xe thồ với mục đích là tìm kiếm thân hữu. Đi xe thồ mình có thể tốn 50.000 cứ, nhưng mà tốn như vậy mà là được một thân hữu nói về Chúa cho họ, tặng họ một quyển sách, hai quyển sách. Và luôn luôn trong giỏ của tôi luôn luôn có hai quyển sách chứng đạo nhỏ để ở trong đó. Và khi gặp tặng cho họ, nói chuyện xong rồi được tặng cho họ. Bởi vì tôi thương họ. Tôi biết là họ không tin Chúa là cuối cùng họ đi địa ngục. Nó đi địa ngục. Và chỉ bây giờ quý ông bà anh chị thử đi, về nhà đốt một lò lửa rất nóng, đưa cái tay mình vô đó 5 phút. Quý ông bà anh chị đã làm chưa? Ai làm rồi đưa tay thử? Chưa phải không? Người ta nói ông Nish lúc 10 tuổi rất là gan dạ. Lò lửa đương nóng bừng, ông đưa tay vô bốc cái cột thang ném ra ngoài. Và ông tuyên bố một câu rất là độc đáo là hễ điều tôi muốn là tôi làm, mà tôi làm thì nó thành công. Nhưng mà chúng ta bỏ cái tay mình trong lò lửa một chút, ông Nish để một chút đó, một nhà vô thần nổi tiếng trên thế giới, bỏ một chút lấy ra liền. Nhưng mà để 5 phút 7 phút thì điều gì xảy ra? Nóng chịu không nổi. Nhưng mà quý ông bà anh chị em hãy tưởng tượng những người không tin Chúa cuối cùng họ ở trong hồ lửa cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời, muốn chết mà không chết được. Thì như vậy quý ông bà anh chị em có thấy thương không? Thương hay là không thương? Thương, thương thì làm gì? Cầu nguyện cho họ, nói về Chúa cho họ, tặng họ một quyển sách, gửi cái thiệp mời cho họ, tìm cách đưa thân hữu đến nghe truyền giảng, vân vân. Nhiều cách để có thể đem họ đến với Chúa, chứ không có nói thương bằng cái miệng. Nếu Đức Chúa Giêsu ở trên trời mà Ngài nói là I love you, không thực tế. Chúa phải vào thế gian này để chịu chết đền tội chúng ta, và mục đích chính của Chúa Giêsu là giảng tin lành. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ rồi, người ta kêu, người ta mời Chúa Giêsu ở lại đây với chúng con. Chúa Giêsu nói ở trong Luca đoạn 4 câu 43 rằng không, ta cũng phải rao giảng tin lành nơi các thành khác, vì cốt là tại việc đó mà ta được sai đến. Nghĩa là cốt vì giảng tin lành mà ta được sai đến, chứ không phải đến để giảng, để chữa bệnh, để đuổi quỷ, bởi vì cái đó không có giá trị gì cả. Họ được chữa lành, họ được ăn bánh, họ được đuổi quỷ, nhưng mà nếu họ không tin Chúa, họ vẫn đi địa ngục, không có giá trị gì hết. Cái điều cần là họ tin Chúa, họ được cứu. Cho nên xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi giảng dĩ nói về Chúa Giêsu, và muốn giảng dĩ thì cần được đầy dạy Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề người đàn bà Samari này. Nếu chỉ biết Chúa Giêsu là một người khách qua đường, chúng ta có thể đi vào phần kết luận. Biết Chúa Giêsu là người khách qua đường, biết Chúa Giêsu là một người Giu-đa thì chưa được, biết Chúa Giêsu là một đấng tiên tri cũng không có giá trị gì. Biết Chúa Giêsu là đấng Christ mới là giá trị, và biết rõ Chúa, tin Chúa, đời sống được cứu, đây là điều cần thiết. Và người này được Chúa thăm viếng cái lòng của bà, cho nên giảng dĩ nói về Chúa. Cái điều này cần đến quý ông bà anh chị và chính mình tôi, để chúng ta có thể hầu việc Chúa, có thể đem tin lành của Chúa đến những người xung quanh. Bởi vì tin Chúa không có giữ Chúa cho riêng mình, nhưng hãy đem giới thiệu Chúa cho những người xung quanh. Và để kết thúc, tôi kể một câu chuyện ở đây. Có một người kia, cô ta tên là Eli, cô bị bắt, cô là người Do Thái bị bắt vào trong trại tập trung của Đức Quốc xã lúc bây giờ. Mà quý ông bà anh chị biết Đức Quốc xã nó gian ác vô cùng, nó hành hạ người ta tơi tả. Và cô Eli này mới có tốt nghiệp cấp 3 thôi, nhưng mà người ta nhìn thấy cô già như là bà già 60-70 vậy đó. Mà nhiều người bị hành hạ và kinh khủng lắm, Đức Quốc xã nó rất gian ác. Cái cô này bị bắt ở trong trại tập trung, và cô nói là ngày nào còn ở đây, trong cái địa ngục trần gian này, thì ngày đó cô phải rời khỏi chỗ này để đi ra bên ngoài, có chết cũng được. Quý ông bà anh chị biết, trong cái đêm trốn trại đó, cô ra khỏi những cái vòng ở trong, và còn đến cái vòng kẽm gai bên ngoài cuối cùng, thì cô loay hoay, thì có một người lính Đức Quốc xã lên đạn và nói đứng lại,
thì cô đứng lại và cô nói chuyện, cô nói cái gì đó mà cái anh chàng lính Đức Quốc xã anh mới nghe. Anh nói cô Eli phải không? Thì cô Eli cô mới nói ủa anh Ross hả? Như vậy là hai người này trước kia là bạn thân với nhau, họ cùng học với nhau và họ cùng chia sẻ cho nhau những ước mơ ở trong cuộc đời. Nhưng mà bây giờ vì có chiến tranh, hai người ở hai chiến tuyến khác nhau. Và cô Eli này nói với anh Ross là anh Ross ơi, bây giờ anh hãy bắn tôi đi, tôi không còn có lý do gì để sống nữa, bắn tôi đi, tôi chết đi cho rồi, tôi không còn lý do gì để sống. Thì anh Ross mới nói với Eli rằng Eli à, bao lâu mà chúng ta biết rằng cái lý do chúng ta cần sống thì đó là lý do mà chúng ta cần sống chứ không phải chết. Tôi sẽ giúp cho Eli thoát khỏi cái hàng rào kẽm gai này để ra vùng đất tự do. Nhưng mà với một điều, Eli có bằng lòng hứa với tôi không? Cô nói bằng lòng hứa. Thì anh mới hứa là bây giờ Eli hứa với tôi một câu này, là tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tôi tìm hiểu về lý do tôi cần phải sống, lý do về một đấng cứu tôi cần phải sống. Và cô Eli nghe như vậy thì đồng ý. Nhưng mà sau khi cái anh Ross này dỡ cái hàng rào kẽm gai cho cô trốn ra ngoài, cô chạy, thì người ta nghe những tiếng súng vang rầm. Cô vừa chạy vừa nhìn lại thì cô nói là rất tiếc là mình đã hứa, đáng lẽ là mình không hứa. Cô tưởng là anh chàng kia đổi ý và bắn theo mình, nhưng mà không, không phải. Những người lính đồng đội của anh chàng Ross này bắn anh bởi vì anh đã để cho một tù nhân trốn thoát. Thì sau này cô ta tìm hiểu về cuộc đời mà đáng sống, có một đấng cứu mình. Cô được nghe nói về đấng cứu mình đó là Chúa Giê-xu, và cô tin Chúa cho nên cô mới kể lại câu chuyện này. Thì cô suy nghĩ một điều, cô được cảm động rất nhiều. Tại sao một người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cho mình được sống, được trốn thoát khỏi cái trại tù, mà người đó sẵn sàng trả giá chính cái mạng sống của mình? Tại sao những câu hỏi to tướng mà cứ đặt lên ở trong đầu của cô? Cô đã tin Chúa và cô trở nên một nhân chứng sống cho Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có khi chúng ta làm chứng cho người này người kia, chúng ta chưa có đổi đến mạng sống mình, hay là chưa có tốn nhiều thì giờ, hay là chưa có tốn nhiều cái này cái kia mà chúng ta không dám nói. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy rằng tình yêu của Chúa, Ngài không ở trên trời nhưng mà Ngài đến tận trần gian này để tìm và cứu chúng ta. Cái giá mà Chúa trả để chúng ta được cứu đó lớn lao vô cùng. Và vì vậy, nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta yêu tội nhân, chúng ta cũng sẵn sàng giới thiệu Chúa cho những người xung quanh chúng ta để họ cũng biết Chúa, họ đến với Chúa, họ được cứu. Những người lớn tuổi thì có khi không ra ngoài làm chứng được, nhưng chúng ta có thể ở nhà quỳ gối cầu nguyện cho tôi tớ của Chúa, cho ban chứng đạo, cho những nhân sự ra đi hầu việc Chúa, để Đức Chúa Trời làm việc. Và những lời cầu nguyện của chúng ta đó cũng có giá trị, bởi vì chính Chúa sẽ hành động qua những lời cầu nguyện của chúng ta, bởi vì Chúa hứa Chúa sẽ làm những việc lớn và khó cho chúng ta. Xin Chúa ban ơn trên hết thảy quý ông bà anh chị em, để khi Chúa Giê-xu từ trời trở lại, chúng ta được nghe tiếng của Chúa phán rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Amen.